Hello, xin chào bà con và các bạn thân mến. Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho bà con về cây hành hoa. Như cái video trước thì tôi đã giới thiệu với bà con là cách trồng cây hành hoa như thế nào. Nhưng video này tôi sẽ giới thiệu với bà con về cách nuôi hoa để lấy hạt để làm giống. Tức là cây hành hoa thì sau khi trồng một thời gian thì nó sẽ già và nó sẽ ra hoa như thế này. Thì bà con cứ tiếp tục nuôi hoa để khi hóa ra để thu hái vào nhà để làm giống. Thì đặc tính của cây hành hoa thì nó ra hoa thì mới gọi là cây hành hoa, còn hành mà không ra hoa thì không gọi là hành hoa. Thì cây hành này còn có tên gọi là, có người thì gọi là cây hành lá, nhưng mà gọi hành lá cũng được, hành hoa cũng được, nhưng mà dù sao thì nó cũng là loài hành ra hoa cho nên là gọi là cây hành hoa. Thì cây hành hoa này sau khi quá trình nó ra thì nó sẽ ra hoa như thế này. Thì khi nó ra hoa như thế này thì bà con lại tiếp tục nuôi hoa để khi hoa ra để thu hái vào nhà để phơi khô làm giống. Thì khi trong thời gian nuôi hoa như thế này thì bà con nhớ rằng là bà con cũng có thể là vẫn đang ăn được, tức là bà con có thể nhổ vào ăn lá và cây và củ và cây và gốc và lá. Cây và lá thì vẫn làm chế biến thức ăn được, làm gia vị được. Thì nếu như bà con mà muốn muốn để giống thì bà con nhớ rằng là cây hành hoa này thì bà con quá trình nuôi hoa thì bà con cứ tưới nước bình thường, luôn luôn là giữ ẩm cho nó để cho hoa nó, cây nó vẫn tiếp tục phát triển và hoa nó tiếp tục phát triển và hoa nó sẽ đậu hạt, kết hạt. Và khi cây đã hoa đã ra thì bà con bứt cái hoa này đem vào phơi, vào nhà phơi để bà con đập ra thành hạt, tiếp tục lấy hạt để ươm và gieo trồng. Thì cây hành hoa này là loài cây chúng ta gieo trồng từ hạt. Thì khi ươm hạt nó lên thì nó lại lên cây con, và bà con lấy cây con bà con tiếp tục gieo trồng. Vì bà con cũng không phải đi mua giống ở ngoài chợ. Thì bà con chủ động được cái giống để gieo trồng. Thì các cái nhà vườn người ta cũng cũng sau khi sản xuất hành hoa này thì người ta cũng để giống như thế này để cho nó ra hoa và nó già. Thì bà các cái nhà vườn người ta cũng cũng bứt hoa và phơi và để lấy hạt. Thì bà con nếu như bà con mà không muốn để lấy hạt thì bà con không thu hoạch để ăn nữa, mà bà con cấy thứ mới để bà con tiếp tục ăn, còn thứ đã ra hoa thì bà con cũng có thể để giống được, để giống như thế này. Đây, nó ra hoa khi già là nó ra hoa đầu đầu cái lá này nè. Đầu cái lá này là nó
nứt ra một một bông hoa. Khi nào mà hoa già thì bà con, hoa này khi nào nó già thì tiếp tục vứt vào và phơi khô. Thì lúc nào mà hoa già thì tôi có thể là vứt hoa đem vào phơi khô, thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một cái clip về cách vứt hoa vào và phơi khô cho bà con xem. Thì cái hoa này nó lên rất là đẹp. Cái hành hoa này nó lên rất là đẹp, cứ mỗi lá là một một bông hoa như thế này. Đấy. Nó già là nó khởi ra hoa như thế này. Thì đặc tính của cây hành hoa là nó như vậy. Đấy. Thì video sau tôi sẽ bứt hành hoa, bứt hoa của cây hành hoa này để cho bà con xem thực tế. Thì đấy đang giai đoạn đang cây đang nuôi hoa. Và hành hoa này thì rất là thu hút loài ong. Ong đến vườn đến hoa rất là nhiều, đến để nút mật. Hoa này thu hút loài ong rất là rất nhiều. Loài ong rất thích nút loài hoa này. Tôi quay cả con ong đấy cho bà con xem. Thì video trước thì tôi cũng giới thiệu với bà con cách trồng rồi. Thì video này thì tôi cũng chủ yếu là giới thiệu với bà con về cái hoa này. Bà con để ra, bà con khi đã ra rồi thì bà con bứt vào vào nhà để phơi khô, để đập lấy hột, để tiếp tục gieo trồng. Thì video nay cũng chỉ giới thiệu đến đây thôi. Thì cuối cùng là chúc cho bà con luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và làm vườn thành công. Xin chào bà con.